cẩm diệu chết đứng khi phát hiện bức thư tình mạnh quỳnh gửi phi nhung như vậy thì chỉ còn 4 ngày nữa là tròn 6 tháng ca sĩ phi nhung qua đời sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ để lại bao niềm tiếc nuối với khán thính giả người thân và bạn bè người có lẽ được khán thính giả nhắc đến nhiều nhất không ai khác đó chính là người tình sân khấu mạnh quỳnh mạnh quỳnh và phi nhung được xem là cặp đôi song ca có ảnh hưởng rất lớn trong nước lẫn hải ngoại gắn bó với nhau được hơn hai thập kỷ từ trước đến nay Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có sức ảnh hưởng khá lớn đối với khán giả quê nhà. Ngoài ra, có thể thấy rằng từ trước đến nay, ngoài Phi Nhung ra chưa có bất kỳ nữ ca sĩ nào có thể kết hợp ăn ý bằng nữ ca sĩ Phi Nhung. Phải nói rằng sự kết hợp của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là có một không hai, sự ra đi đột ngột của Phi Nhung kéo theo biết bao nhiêu bí mật. Nhưng có lẽ hai bí mật lớn nhất của cuộc đời Phi Nhung từng được khán giả biết đến đầu tiên có thể kể đến đó chính là con gái ruột được nữ ca sĩ tiết lộ vào năm 2017. Được biết, vào thời điểm tiết lộ con gái ruột thì Wendy Phạm cũng đã 25 tuổi, tức là phải 25 năm sau thì cố ca sĩ Phi Nhung mới tiết lộ danh tính con gái đẻ của mình. Tuy nhiên, có một bí mật nữa mà chỉ đến khi nữ ca sĩ qua đời thì sự thật này mới được khán giả biết đến. Như chúng ta đã biết, thì vào thời điểm tiết lộ thông tin con gái ruột là Wendy Phạm thì Phi Nhung cũng không hề tiết lộ danh tính cha đẻ của bé là ai khi khán giả vô cùng tò mò thì không ít lời đồn cho rằng chính mạnh quỳnh là cha đẻ của con gái phi nhung tuy nhiên trước thông tin này nữ ca sĩ đã bác bỏ và chia sẻ với khán giả rằng mạnh quỳnh là đồng nghiệp của cô không hơn không kém còn cha đẻ của wendy phạm là một người đàn ông rất tốt hiện đang sống và làm việc tại mỹ tuy nhiên do cả hai không chung chí hướng nên đã ly hôn được biết nguyên nhân thì phía gia đình chồng không đồng ý cho ca sĩ phi nhung tiếp tục đi hát còn về phần phi nhung thì cô không thể từ bỏ sự nghiệp được chính vì vậy phi nhung và chồng cũ đã ly hôn cách đây không lâu trong một lần dọn dẹp phòng của ca sĩ mạnh quỳnh bất ngờ cẩm diệu phát hiện một cuốn sổ nhật ký có lẽ vô tình cẩm diệu mới phát hiện ra cuốn sổ này từ trước đến nay cẩm diệu không nghĩ rằng mạnh quỳnh lại hay viết nhật ký đến như vậy tranh thủ không có mạnh quỳnh ở nhà cẩm diệu đã thử mở ra nhật ký đọc bất ngờ cô phát hiện ra một sự thật trong nhật ký Mạnh Quỳnh đã khẳng định Phi Nhung chính là người tình duy nhất của Mạnh Quỳnh và dường như không ai có thể thay thế được Phi Nhung. Có thể thấy rằng mặc dù Mạnh Quỳnh cũng diễn rất nhiều nơi tuy nhiên không có bất kỳ nữ ca sĩ nào có thể song ca với Mạnh Quỳnh. Không phải là Mạnh Quỳnh không muốn song ca mà đây chính là yêu cầu của khán giả. Bởi nhiều khán giả cho rằng Phi Nhung ra đi thì Mạnh Quỳnh chỉ có thể hát một mình, không ai có thể thay thế được Phi Nhung.